Đây, toàn bộ những cái số lượng thông báo ở trên những cái biểu tượng này mình đã tắt hoàn toàn rồi nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình. Video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tắt cái số lượng thông báo ở trên biểu tượng trên giao diện của màn hình điện thoại iPhone. Ví dụ như các bạn có một cái ứng dụng, ví dụ như là Facebook chẳng hạn, ở trên cái biểu tượng Facebook đó có rất nhiều cái thông báo và các bạn chưa biết cách tắt đi, thì các bạn có thể theo dõi trong video này của mình nhé. Như các bạn nhìn thấy, mình ở đây có những cái thông báo ở trên các cái ứng dụng, ví dụ như là Gmail này, YouTube này, Zalo này. Đây, những cái số thông báo ở trên cái phần biểu tượng này. Thì bây giờ làm thế nào để tắt đi thì các bạn hãy thao tác cho mình các bước như sau. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống và các bạn tìm đến mục thông báo cho mình nhé. Đây, các bạn chọn cho mình mục thông báo này. Trong cái mục thông báo này, các bạn sẽ, ví dụ như mình muốn tắt cái thông báo, số lượng thông báo ở trên ứng dụng Gmail như mình cho các bạn xem chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng của cái ứng dụng Gmail này. Đây, và trong cái phần thông báo của Gmail thì các bạn sẽ nhìn xuống có cái mục là biểu tượng ở đây. Các bạn nhìn chưa? Biểu tượng ở đây này, các bạn sẽ tắt đi. Đấy, bạn nào mà đang bật như này nhá thì cái số nó sẽ hiển thị ở trên cái biểu tượng đó. Các bạn chọn tắt đi. Đấy, tắt cái phần số biểu tượng thông báo biểu tượng đi. Và tiếp theo này, các bạn sẽ tìm đến ứng dụng là YouTube này. Đấy, các bạn cũng chọn này. Tiếp theo này, Zalo này, các bạn cũng tắt đi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở về màn hình nhá, để các bạn xem là cái thông báo của cái ứng dụng đó đã được tắt chưa nhá. Rồi, mình trở về màn hình chính này. Đây, các bạn nhìn thấy là những cái thông báo, những cái số mà lúc đầu mình cho các bạn xem này, nó đã không còn nhá, tức là đã tắt đi rồi, không hiển thị ở trên đầu này nữa. Và các bạn muốn bật lại thì các bạn cũng có thể thao tác ngược lại, và các bạn chọn vào mục biểu tượng, các bạn bật lên là các bạn có thể xem được những cái thông báo nhá. Rồi, những bạn nào mà không có nhu cầu các bạn xem những cái số thông báo này thì các bạn có thể tắt đi cho mình theo các bước mà mình vừa hướng dẫn nhé. Đó là các bước để các bạn có thể tắt những cái số lượng thông báo trên biểu tượng ứng dụng cho điện thoại iPhone khi các bạn đang sử dụng nhé. Và thông qua video này, nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì các bạn nhớ cho mình một like video và chia sẻ cho mọi người được biết đến cái video này. Và đừng quên nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.